Đây là hạt cây kia nè.
Ồ, lần đầu tiên thấy hả? Cái À, con cái heo kia nào nè, đó. kia bên trong là nó có cái nhân là giống như đậu phộng á, người ta vẫn ăn được. Cái này nhưng mà bạn có đắt hơn tí là xin ít cho về ươm trồng như sẵn là sân vườn là trong chỗ hoa viên Lên được không anh? lấy được lên Lên được không? này bỏ cũng luôn tí sập quyền thầy có những cái bài phong cây cái nia mà như này là hạt cái nia là hết rồi đó. Đây là yên Người bông cây cơ nghĩa cái hạt đây là hạt sồi Gió Hồi về đồ tăng sức của người mình đây đó đúng 11 người. Đây là mỗi khi có cái lễ hội á là phải phải đeo đây đồ đồng quá trời luôn này. Đây là vòng vòng bạc bạc cổ xoan đây là cái đề gọi là cung thua cái bài múa cung thua đó là đeo là phải đeo hai cái nó mới kêu người ta múa để đeo là đeo chân phải đeo tay cách đeo là thế này không phải mở mở ra này mở ra thì không phải các bạn bằng bên này nó không vào đâu này đây 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 đó 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 cách đeo còn đây là vòng vòng đồng đây là còn còn nguyên người ta chưa chưa cắt đây là cái mấy cụ mà xưa là có tuổi người ta ăn trầu đó, vào từng lớp những cái đồ quý là người ta bỏ trong này như thế đây là cái dao để mình đi săn ra là không không bao giờ nó bị rỉ là đi phải mang theo bây giờ mang cái gùi này gùi này là vừa là bỏ muối bỏ ớt bỏ gạo các thứ đó đó kèm theo với dao này với cái nỏ này thì là bắt được con thú là làm thịt ngay tại chỗ đó là để mà mình ăn được đồ tươi đồ ngon á bằng đây là cái nồi này vừa rồi mùng 1 tháng 6 đi thi liên hoan ăn thực tại đất phương Nam cái nồi là gia đình mình nấu món bách được giải nhất này mấy mấy chục đoàn thi cả trăm đoàn ấy, mình cuối cùng là khi vào chung kết là mình được giải nhất nấu món món bách biết bách chưa có trong tờ báo lên báo nhiều lắm á nãy em mới sập Google mới vách là đặc sản của người đặc sản đó là một con bò chỉ lấy được 1 ký thôi đó là những cái món ăn ngon của nhà giàu hồi xưa con bò là để ăn lựa những cỏ non cỏ sạch cỏ mà có chất dinh dưỡng đó là thành một chất calo cho con bò sau con người mình lấy cái đó để làm chế biến cái phần nào của nó là nước thôi nước ở trong một con bò nó có cái phần để nằm nó tích lại cái chất dinh dưỡng tất cả những cái chất dinh dưỡng nó nằm một khúc đó mà thế là cái người mình phải lấy cái đó nó nằm ở bộ phận nào bộ phận nó là một lòng trong bộ lòng bộ lòng nó có đến cái độ non xong nó có một cái đoạn này. Nó là nước màu vàng vàng á nó gần như máu nó chưa thành máu nó chưa thành máu đang còn giai đoạn là để nó chuyển qua để cái chất dinh dưỡng để mà thành chứ là trước khi vào được non của bò là nó có một cái phần gọi là tết đúng rồi thường thường là người anh em mình là bố bò cái đó là cái vứt người ta không biết nhưng mà người đồng bào tây nguyên mình cái đó mới là quan trọng khi mà anh với tôi là kết nghĩa với nhau khi mà anh mời tôi hoặc là tôi có một cái lễ hội mà thiếu cái món đó coi như là thiếu một phần tình cảm này cho nên cái món nó không bao giờ thiếu không bao giờ thiếu món nó là quý nhất của món đó là cả hàng ngàn năm người Tây Nguyên này đã biết ăn nó rồi có quý được đó
Vậy thì ba lấy cái bím bím bò rồi mình tưởng là đó là tổ quý nhất của bò đâu. Không, thịt không ăn thôi đâu, bím không ăn thôi là quan trọng là vậy vậy. Người mình biết cái điểm yếu của voi là cái chỗ lỗ tai, mình cầm cái lao mình thọc vào lỗ tai là voi rừng nó sẽ sợ, nó sẽ chặt. Nhưng mà nói về hút nhau với là con voi rừng nó khỏe hơn con voi nhà ấy. Vì con voi rừng nó ăn đầy đủ với là nó sức mạnh hơn. Cho nên khi mà nó chạy nó thua rồi là nó bỏ những cái con như nhà nhỏ. Cái con nhỏ bằng con bò con thôi. Đấy, lúc đó mình về mình phần dưỡng. Cột chân nó bắt đầu mình tập nói để nó biết nghe cái lời của con người. Không phải bắt con voi lớn đâu, con lớn thì cũng nghe mình đâu. Voi nhà là mình từ đi bắt trong môi trường hoang dã và sau rồi mình thuần chủng lại. Rồi dạy con như thổi còn thơ đó mà, rồi dạy con thú vậy. Ban cho. Vẽ tay hết á. Là mua một tiếng hay quá. Nói về cái tạc đạo tạc này.